lên sóng cho anh em, hai em luôn, hai em đều giá cực kỳ dễ thương và sinh viên luôn em. Hôm nay lên hai em đều sinh viên lắm. Em đầu tiên thì shop em quay cho anh em một em 71 Bến Tre 4865. Em này thì nói chung là dễ thương, sạch sẽ, giá dễ chơi. Và một em là màu đỏ. Em này thì dành cho những anh em nào mà nếu mà chưa có, nói chung là chưa có đam mê mạnh á, có muốn trải nghiệm, có muốn xe đi làm, có muốn xe đi cà phê, thì em này chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi. Em này là 10 triệu 500 ngàn thôi. Nói chung thì em này là cấu hình máy là 100, sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có hai mảnh thôi, chỉ có biển số và cà vẹt thôi anh em nha, chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi. Đợi tí xíu đi, em review em này xong rồi em sẽ review qua cho anh em xem em đó. Thì nói chung là bên em là chuyên mua bán tất cả các dòng như là 67, 68, CL, CD. Những anh em nào mà muốn bán cứ việc tìm đến em, muốn mua cứ việc tìm tới em. Xe của bên shop em á là có cọc là có ship tận nhà, nên em ở xa yên tâm, có cọc là có ship ha. À, thì theo yêu cầu của nhiều anh em thì shop em cũng sẽ review từng dòng xe, từng loại xe và từng giá cả xe từ mắc tới rẻ anh em ha. Đây thì ngày hôm nay mình quay cho anh em xem một em 67. Em này là sườn lốp zin anh em nha, em này là sườn lốp zin, giá cực kỳ tốt luôn, cực kỳ dễ chơi luôn. Giá em nói chỉ có 17 triệu 500 thôi, đồ zin rất là khá ha. Thì đầu tiên mình quay vô cho anh em xem cái bình xăng lớn 67, bình xăng lớn 67 ha. Nói chung mà nước sơn đẹp, xe này là nói chung là cũng khá lắm anh em. Anh em nào mà cần tìm những cái xe mà giá dễ thương nè, sinh viên để cho anh em đi cà phê đi chơi, hay là để cho anh em sưu tầm, anh em về thêm một chơi nữa, thì em này thì shop em thấy rất là ok ha. Thì cấu hình máy của nó là máy 100, 4 số CD, xe vẫn còn đang đi zin bích lửa luôn, vẫn xài đi nắp ca zin bích lửa luôn anh em ha. Gấp thì gấp tem mà đi zin, gấp tem mà đi zin luôn nha anh em nha, gấp tem mà đi zin luôn. Quay đây cho anh em xem ha. Thôi thì đầu tiên mình sẽ quay cho anh em xem cái bình xăng lớn 67. Bình xăng lớn 67 nè ha, má xi cao su chim là gia công anh em nha, má xi cao su chim là gia công. Yên thì được gọt theo bình xăng, yên này ngồi rất là êm nha, yên này ngồi rất là êm. Mà mình chạy yên này, xe này cái đã, mình rất là khoái ha. Xe nói chung là đầm lắm anh em, đi đầm lắm. Ba ga sau thì ba ga sau inox ha, ba ga sau em nói là ba ga sau inox. Dè thì dè nhựa sấm xanh, anh em xem cái màu nhựa đẹp lắm nha, cái màu sấm xanh ha, dè nhựa sấm xanh. Xi nhan thì xi nhan 67 Atimon, cái này là shop em vô cho đều xe ha. Phục sau MD zin này nha, phục sau zin ha, gấp cặp te zin. Đây quay cho anh em xem, xe rất là dễ chơi, nói chung là rất là dễ thương, xe rất là dễ thương luôn. Gấp zin, cặp te zin, chỉ có đùm là nó hơi xấu nha, đùm câm thì hơi xấu, thì nói chung là có con sao mình báo vậy đi ha. Mất lòng trước được lòng sau, thì có con sao mình quay vậy à, anh em cảm thấy ok chơi. Và mình theo như mình nghĩ đó nha, em này giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có 17 triệu 500 thôi. Những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc tới chỗ của shop em, hoặc có cọc là có ship xa cho anh em. Địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha. Quay cục máy đây nè, quay cái sườn cho anh em xem. Thì mình có sao mình nói vậy à, mình quay vậy cho anh em xem để tránh cái trường hợp ít lòng ha. Xe thì sườn nước sơn cũng được thôi, chứ không có bóng bẫy nha. Nước sơn này nói chung là không được đẹp. Có con sao quay vậy cho anh em xem nha, có con sao quay vậy rõ ràng cho anh em ở xa xem. Nước sơn cái sườn thì nó không được đẹp. Cái này thì anh em về có thể sơn thêm ha, về có thể sơn. Còn cấu hình máy của nó là cấu hình máy 100 nha, cấu hình máy 100. Đây quay sát ở đây cho anh em xem ha. Đầu lòng rất là đẹp, đầu lòng rất là đẹp nha, đầu lòng 100 rất là đẹp. Máy thì máy 4 số CD, vẫn còn đang đi zin bích lửa luôn ha. Lên như này, lên trên thì mình quay cho anh em xem. Đó, cái vàng ghi đông, đồng hồ, pha đèn 67. Đó, nói chung là xe rất là khá, nó cũng còn rất là khá anh em. Anh em về là chỉ đổ xăng thôi. Anh em, bởi vì mình nhiều khi mình quay á, mình có báo với anh em á, những chiếc xe của shop em á là dàn ngoài là anh em chỉ nhìn dàn ngoài thôi. Còn máy móc là shop em bao với anh em, bao thì thầm, không giọng hú anh em nha, bao với anh em, bao với anh em. Kiểu em này nè, em này là mình nói hẳn luôn, em này là 10 triệu 500 nha, 10 triệu 500, nhưng mà chưa đâu. Em này là sáng mai mình phải chẻ máy lại,
xe này là mai mình kẹp phải chẻ máy lại, mình ép cái dên lại xe này. Nói chung là mình mua bán gõ gàng lắm, có làm sao mình nói vậy. Cái xe nào máy im, nhưng mà những cái xe shop em á nha, bán cho anh em là bao máy im, nếu mà nó không im làm cho em mà mới bán, nên em yên tâm. Tại xe này giá sinh viên, có nhiều chú dặn shop em á thì shop em sẽ quay cho anh em xem trước, còn sáng mai thì mình sẽ chẻ máy, mình ép dên, dên nó hơi bị ré dên rồi là mình sẽ làm cho anh em ha, mình sẽ làm sẽ gọn gàng cho anh em. Hôm nay đó, em này thì 17.500, sườn lớp zin, em quay sát ở đây cho anh ha. Số khung số máy là chuẩn chỉ nha, số khung số máy là chuẩn chỉ, xe vẫn đang đi nắp cá zin anh em nha. Đây vẫn còn đang đi nắp cá zin, số khung số máy chuẩn chỉ, 4 số CD đó, anh em xem ha. Cục máy cũng sạch sẽ, quay vô số máy cho anh em xem, nhìn cái xe xíu đó. Bên mình thì lúc nào cũng vậy, quay rõ ràng hết, không có né tránh, có làm sao quay như vậy ha, có làm sao quay như vậy. Gấp zin nè, gấp zin nè, cặp tay zin này nha, gấp zin cặp tay zin đó. Xe rất là dễ thương, xe rất là dễ thương luôn. Và cái biển số của em đó, tới đây quay biển số luôn bảo, quay luôn tránh cái trường hợp bên lòng anh em đó. Và những ông chú lưu ý nè, những cái chiếc xe của shop em bán á, bà quay cho anh em xem, lúc nào cũng quay số khung số máy biển số rõ ràng hết, nên anh em ở xa yên tâm nha. Những anh em nào mà điện thoại hỏi shop thì vui lòng nhớ cái biển số dùm cho shop em là 71FE4865 anh em nha, 4865, giá của nó là 17.500. Máy đi bức tưởng mà không lắm, đi bức tưởng mà một cái một lần nổ, một cái một lần nổ, ngon lành canh ti thì thầm luôn. Anh em nghe tiếng đã không, canh ti thì thầm thông giọng không muốn. 17.500.000 và số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha, 0948265265. Rồi bây giờ mình bỏ qua một bên, mình review cho anh em này. Máy móc thì thầm ha, ngon lành nha. Xe là về chỉ có đi thôi, hoặc là anh em muốn đẹp hơn thì một là vô đồ chơi, hai thì mình giảm giá sơn sườn lại, bình xăng nó cũng đẹp lắm, bình xăng nó sơn đẹp lắm, không một sơn cái sườn thôi. Ở đây em này thì nó đặc biệt vậy nè. Em này thì biển số 84 8994, em này thì chỉ có 10.500 thôi. Và anh em lưu ý, em này là chỉ có cà vẹt và biển số thôi, không có số khung số máy đó. Có làm sao thì mình nói như vậy. Cấu hình máy của nó là máy 100, 4 số CD, và xe bên shop em á là bao thì thầm. Để mình nổ cái máy cho anh em nghe, mình thì mình bán mình chuyên dọn, mình không có bậy giữa máy móc luôn. Nó anh em nghe cái tiếng nó hơi gõ nhẹ, khi mà mình gồ ga gống lên á, giờ nó đé. Nhưng mà yên tâm không sao, mình có bảo đảm với anh em, khi về tới nhà bảo đảm với em là anh em là máy thì thầm, vì sáng mai là mình phải kẻ máy ra, mình làm lại, mình ép cái dên lại cho anh em. Chứ nó chỉ bị ré đóng lên, khi mình đóng lên nó là bị ré dên thôi, còn ngoài ra là ok hết ha. Đầu tiên thì quay cho anh em xem, và ngoài xe này thì bảo đảm là để lọc mình thông cảm nha, để mình lọc cái tem này ra luôn, để mình dán cái tem mới cho anh em. Tem này xấu quá, nó bị bung mất phân nửa rồi, xấu quá. Xe thì ngoại hình rất là khá, thì những anh em nào, những ông chú nào thật sự luôn, thời điểm này những ông chú, những ông anh nào mà thường hay dặn shop em mà xe khoảng 10 triệu thì xem thử em này nha. Em này giá cực kỳ tốt, chỉ nhưng mà máy móc á là bao nhẹ nhàng luôn, bao tình cảm chạy nhẹ nhàng. Tại vì ngày mai mình làm là mình phải bao rồi, mình bảo đảm rồi, mai mình làm cho nó ngon lành là mình phải bảo đảm cho anh em ha. Nước sơn xe này bình xăng à, cũng đẹp. Này mai mình dán hai tem vô, nước sơn cũng khá ok, nhưng mà sườn cũng ok lắm anh em, sườn cũng ok. Thì niền căm sạch sẽ, sáng sủa ha. Điện đèn nè, mình bao với anh em là điện đèn càng là full chức năng đầy đủ nè. Máy móc là thì thầm anh em nha. Và xe này anh em lưu ý một điều, xe này chỉ có biển số và cà vẹt thôi, không có số khung số máy. Và giá của em đó là 10.500 anh em nha, 10.500.000. Những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12,
Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em ha. Và ngoài những anh em ở tỉnh xa, nếu mà ở xa có cọc là shop em cứ ship cho anh em thôi, nên em yên tâm. Những ông anh, những ông chú thường thì những chiếc xe dọn cũng vậy, những chiếc xe bán cũng vậy luôn, anh em có cọc là shop em ship tới tận nhà, nên em yên tâm ha, shop em ship tới liền nên anh em khỏi lo. Về phần điện đèn kèn á, là full chức năng đầy đủ ha. Đây nè, em quay biển số cho anh em xem đi, để những ông chú, những ông anh mà thường hay hỏi xe shop em á, thì nhớ cái biển số nha, 84 8994, giá cho nó là 10.500.000 anh em nha. Xe rất là sạch sẽ. Bên đây nữa, em quay bên đây để cho anh em xem chiếc sơn bên đây, xe sạch sẽ gọn gàng, chỉ có dân kêu, nhưng mà thôi đã mình bán là mình gì rồi, mai mình phải trẻ máy mình làm cho anh em luôn ha. Anh em nghe tiếng máy nè, đúng không, cũng ok nha, thì thầm nha, nhưng mà khi mà mình rống lên á thì cái dên nó hơi vũ, cái dên nó hơi vũ đó, nó vũ, nó hơi vũ cái dên, nó hơi vũ cái tay dên á, nhưng mà yên tâm, mình thấy cảm thấy không được là mình nói rồi, mình không nắm được là mình làm cho anh em, chứ mình không để gì mình bán, nên anh em phải sai yên tâm. 10.500.000 ha. À, sáng mai là trẻ máy làm dên, làm cho ngon lành rồi mới bán cho anh em. Cọc là ship tới tận nhà nên anh em yên tâm. Còn em này, em này thì 71 Bến Tre, em này là 17.500.000. Xe đồ chơi cũng kha khá ha, sạch sẽ gọn gàng. Và cảm ơn những anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cần những cái gì của phụ tùng hay là cần xe, cứ việc nhắn vào bên Zalo của shop em là 0948 265 265. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em có một buổi tối ấm áp. Bye bye.